Những tàu thuyền này đang lợi dụng ranh giới tiếp giáp giữa hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trên sông Tiền để khai thác các trái phép. Hành vi này nhằm khiến cơ quan chức năng khó quản lý để họ mặc sức lộng hành. Đêm 27 tháng 4 năm 2018, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang 3 tàu sắt, một ghe cây đang khai thác các trái phép trên tuyến sông Tiền, nơi giáp ranh giữa Bến Tre và Tiền Giang bốn phương tiện không biển kiểm soát có trọng tải từ 20 đến 90 tấn do Phạm Văn Bé 31 tuổi, Nguyễn Bá Linh 26 tuổi, Nguyễn Thanh Phong 40 tuổi, Nguyễn Văn Phương 45 tuổi điều khiển. Thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện này đã hút trộm từ 3 đến 13 mét khối cát trên sông. Bước đầu những người này khai nhận đây không phải là lần đầu tiên hút cát trái phép trên tuyến sông này. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.